kích thích cho tinh hoàn có thể di chuyển xuống trong độ tuổi mà trước 6 tháng tuổi, hoặc là tinh hoàn nó nhỏ để chúng ta kích thích để đạt. Thưa các bạn, là bệnh tinh hoàn ẩn, những cái trường hợp mà chuẩn bị chưa thời gian mổ mà tinh hoàn teo nhỏ thì ta dùng các cái thuốc nội tiết để kích thích cho tinh hoàn có thể di chuyển xuống trong độ tuổi mà trước 6 tháng tuổi, hoặc là tinh hoàn nó nhỏ để chúng ta kích thích để nó to, nó có cơ hội nó bò xuống. Thế còn những cái trường hợp mà sau 1 tuổi thì tinh hoàn sẽ không thể xuống được. Không xuống được thì chúng ta phải phẫu thuật, chứ không để chờ thêm thời gian nữa. Chúng ta không chờ thêm thời gian nữa thì là nhiệt độ nó để lâu trên đó thì sẽ không còn cơ hội để sản xuất tinh trùng nữa về sau này nữa. Đó. Thế cho nên là các bạn phải điều trị bằng phẫu thuật chứ không điều trị bằng thuốc, và điều trị dưới hướng dẫn chẩn đoán chỉ định của bác sĩ trên từng trường hợp đó, chứ không phải là giống nhau được, bảo con tôi như này, bạn bị như này thì bạn hãy điều trị con bạn như kia đi. Không phải như thế. Không phải như là tôi bị đau răng tôi ngậm tỏi vào thế đỡ, các bạn cũng làm thế đi. Các bạn không nên chia sẻ như vậy, các bạn nên chia sẻ kiểm tra, thấy bất thường thì đi khám bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật về tiết niệu, làm khoa để được chẩn đoán và hướng dẫn điều trị cụ thể. Đó.